Hello, hello. Xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa các bạn. Và ở Việt Nam đây đã bước qua ngày chủ nhật rồi. Và hôm nay tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin nổi bật với các bạn. Video ngày hôm nay sẽ không có dài lắm đâu. Tại vì chúng ta thực sự cũng không có nhiều tin tức nhưng mà có một số những thông tin nổi bật. Tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết đó là khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin Các bạn thấy được là giá thì vẫn giữ mức là khoảng 27.000 đô Và lúc mình làm video này để thường refresh lại là khoảng gần 7 giờ tối giờ UTC Nghĩa là chúng ta chỉ còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ kết thúc tháng 9 các bạn Chúng ta cuối cùng đã kết thúc cái tháng mà nhiều người cho là tệ nhất trong thị trường Bitcoin các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ đã còn 7 giờ nên là kết thúc nhưng mà chúng ta vẫn thấy giá của Bitcoin đã từ đầu tháng tới bây giờ đã tăng 4.13% và năm nay là một trong những năm hiếm hoi mà chúng ta thấy là tháng 9 có cái sự tăng trưởng. Tuy là không có nhiều nhưng mà chúng ta so sánh với những năm trước đó đó các bạn thấy được là cái cột tháng 9 này và ở bên tay trái đó là những năm từ năm 2013 lên tới năm 2023 thì các bạn đã nhìn thấy được là phần lớn đó tháng 9 là một màu đỏ là một tháng coi như là rất tệ cho Bitcoin nhưng mà năm nay đây chúng ta ít nhất cũng đã thấy một cái sự tăng trưởng nhẹ chứ không có tệ các bạn và nếu chúng ta nhìn vào những năm như là năm 2019 ngay cả năm đó chúng ta vẫn thấy được là tháng 9 Bitcoin giảm 13.3% nhưng mà cái điều lạc quan hơn đó là chúng ta sẽ bước qua tháng 10 và chúng ta đã bước qua quý cuối cùng của năm nay Và tháng 10 đó thì hoàn toàn ngược lại các bạn, tháng 10 là một trong những tháng mà rất tốt trong lịch sử đối với giá của Bitcoin chúng ta nhìn thấy được là tháng 10 so sánh với lại năm ngoái một năm mà rất là tệ chúng ta vẫn có một cái sự hồi phục là 5.56% chúng ta thấy được là so sánh với cái năm 2021 lúc đó thì đang bô rên mà các bạn và đã tăng là gần như 40% và những năm trước đó các bạn thấy tháng 10 đó là một tháng coi như là tốt trong lịch sử của Bitcoin đó từ năm 2013 cho đến bây giờ đó chúng ta thấy được là chỉ có 2 năm mà tháng 10 đã kết thúc là con số âm mà thôi đó chính là năm 2018 các bạn thấy được là kết thúc là âm 3 trăm và năm 2014 kết thúc là âm khoảng chừng 13% và không chỉ riêng tháng 10 mà chúng ta nhìn thấy được là cuối năm đó nghĩa là quý 4 chúng ta nhìn thấy được là cái cột đây liên quan tới bitcoin thì các bạn đã thấy được là bitcoin kết thúc quý 4 nó thông thường là tương đối tốt đương nhiên chúng ta chỉ có thể dựa vào lịch sử của giá cả à, của những năm trước đó rồi chúng ta đưa ra những cái suy luận mà thôi không ai có thể chắc chắn được một phần trăm hết cho bạn nhưng mà bây giờ là cuối tuần thủ muốn ít nhiều gì đây cho các bạn một cái nhìn lạc quan hơn chúng ta đã bước qua một tháng mới và đặc biệt cho chúng ta đã gần như sắp sửa bước qua tháng 9 các bạn một tháng mà khi mà mới bước vào ra thì nhiều người rất là lo lắng tại vì tháng 9 là một tháng trong lịch sử rất là xấu và năm nay là một năm mà trên căn bản khó khăn các bạn Không phải khó khăn về giá cả Tại sao mà chúng ta nói khó khăn trong khi mà giá của Bitcoin Và phần lớn như Allcoin cũng đã có cái sự hồi phục từ đầu năm tới bây giờ So với năm ngoái thì xuống liên tục luôn và có nhiều thông tin rất là xấu Năm nay đó là một năm trước Halving Giống như chúng ta trở lại những năm như năm 2019 hay là cái Halving đợt trước đó Đợt trước đó, đó thì lúc đó Thuận vẫn chưa tham gia vào crypto các bạn Nhưng mà năm 2019 thì Thuận nhớ rất là rõ Những năm mà giá tăng mạnh đó, giống như năm 2017 hay năm 2021 thì đương nhiên là cực kỳ sôi động rồi những năm mà giá xuống mạnh như là năm 2022 hay năm 2018 thì lúc đó, đó cho dù giá xuống mạnh nhưng mà các bạn thấy được là thị trường nó vẫn rất là xôn xao, có nhiều tin tức và chúng ta thấy là vẫn có nhiều người trade, vẫn có nhiều người rất quan tâm đến crypto nhưng mà một năm sau đó như là năm nay hay năm 2019 đó, là một năm mà nó nằm lơ lửng. các bạn, chúng ta vẫn chưa có bước vào năm mà có Bitcoin Haven và chúng ta cũng đã trải qua cái năm mà có cái đợt xuống mạnh rồi nhưng mà nó cứ nằm lơ lửng có sự tăng trưởng rồi là khựng lại rồi lại đi hàng ngang một thời gian đó là những lúc mà mọi người chán nản nhất các bạn những người muốn rời khỏi họ đã rời khỏi năm ngoái rồi những người còn ở lại đó thì đương nhiên họ có lòng tin vững chắc hơn nhưng mà để có thể kiểm chứng lòng tin vững chắc đó thì thị trường sẽ không có tăng hay là không có xuống mà sẽ cho các bạn một cái cảm giác cực kỳ nhàm chán coi coi ai còn ở lại cho nên những năm như thế này đó thì nó quan trọng hơn tại vì những ai mà rời khỏi đó nếu như mà lịch sử bitcoin lặp lại và chu kỳ một bốn năm vẫn như là chúng ta mong muốn đó thì thật đáng tiếc các bạn tại vì sau đó chúng ta lại thấy được là một cái mùa tăng trưởng mới lại sắp sửa xảy ra và năm nay đã là năm mà sẽ rũ bỏ rất nhiều người khi mà họ đã bắt đầu nhàm chán và mất lòng tin họ bắt đầu là suy nghĩ đến là chúng ta có nên là đa dạng hóa như đầu tư hay không chúng ta có nên đầu tư vào những cái mảng khác hay không Bitcoin có thật sự trở lại như là năm 2020 và 21 hay là không tất cả những cái đó đó bắt đầu khiến cho nhiều người hoài nghi các bạn và hoài nghi đó chính là sự bắt đầu của một cái sự tăng trưởng mới đó là cây lòng tin thuận các bạn nghĩ sao có thể comment ở bên dưới và có một cái bài chia sẻ à, bởi Crypto News ở trên Telegram tôi cảm thấy là cũng rất thú vị các bạn. Thì các bạn thấy trên màn hình đây là cái giá thấp nhất của Bitcoin hàng năm và chúng ta được là bắt đầu là từ năm 2012 đó thì cái giá thấp nhất trong năm đó là 4 đô la, rồi năm 2013 là 65 đô la, năm 2014 là 200 đô la, năm 2015 là 185 và cứ thế chúng ta được là tới năm 2021, giá thấp nhất trong năm đó là 27.734 và năm 2022 năm vừa rồi đó giá thấp nhất là 15.000 479 và trong năm nay đó, thì cái giá thấp nhất từ đầu năm tới bây giờ tại vì chúng ta vẫn chưa kết thúc năm nay thì khoảng chừng là 16.552 cái mà các bạn đã nhìn thấy được trong cái video mới đây đó để thùng play lại để các bạn thấy đó chính là giá của Bitcoin đó có cái sự tăng trưởng theo năm khi mà chúng ta nói tới cái giá thấp nhất các bạn đương nhiên có những năm như là sau khi có cái đợt tăng trưởng mạnh chúng ta có một cái năm downtrend như là năm 2015 hay là chúng ta nói tới năm 2018 hay là năm 2000 22 mới đây thì giá có thể là giảm xuống nhiều so với một năm trước đó như các bạn đang nhìn trên màn hình nhưng mà về dài hạn đó điều mà các bạn nên thấy được là cái mức giá thấp nhất của BTC đó tăng lên theo thời gian và tôi đã từng chia sẻ quan điểm của mình. Khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ của giá BTC đó thì phần lớn mọi người nhìn vào là cái đỉnh là bao nhiêu và người ta so sánh đỉnh với lại đáy và người ta thấy wow, tăng lên tới 20.000 xuống còn 3.000 mấy, rồi tăng lên tới 69 000 như năm 2021 rồi xuống còn có 15.000 thôi. Nhưng mà đó không phải là cách mà Thuận thích nhìn các bạn Thuận quan tâm nhiều hơn là cái mức thấp nhất của mỗi năm là bao nhiêu, của mỗi chu kỳ là bao nhiêu chứ không phải là cái đỉnh cao nhất. Tại vì cái mức thấp nhất đó, nó đại diện cho lòng tin của những người mà có lòng tin vững chắc trong thị trường này các bạn Những người mà thực sự đầu tư dài hạn và tin tưởng vào loại tài sản này Cái đỉnh cao đó thì nó sẽ rất là nhiễu loạn Tại vì khi mà giá cả tăng mọi người nói tới Bitcoin đó thì ai cũng muốn vào để mà đầu tư các bạn Cho nên tạo ra rất là nhiều những cái đỉnh rất là cao Nhưng mà sau đó rồi đó thì thị trường còn ai Và cái chúng ta muốn thấy đó là cái mức thấp nhất giá của Bitcoin tăng theo thời gian Và đó đại diện cho ngày càng có nhiều người tham gia vào càng có nhiều người có lòng tin và Bitcoin ngày càng vững chắc là một phần của thị trường tài chính là một tài sản lưu trữ giá trị lâu dài đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây nhìn chung đó thì các bạn thấy được là trong 24 giờ qua đó thị trường crypto cũng không có thay đổi nhiều chúng ta thấy được là vốn hóa thì cũng cỡ đó hơn 1,1 nghìn tỷ tăng 0 phần à, và nhìn tổng quát đó thì các bạn thấy được là cũng có nhiều màu xanh ở trên thị trường nhiều xanh hơn là đỏ nói chung là cũng là một cái cuối tuần tốt cho crypto còn về những tin tức lớn mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này đó, thì đầu tiên hết các bạn thấy được là điều mà mọi người đang quan tâm đó chính là chính phủ Hoa Kỳ có tạm ngưng hoạt động hay là không tại vì đang nói tới việc là ngân sách được thông qua bởi hai đảng thì cái thông tin mới nhất chúng ta vừa nhận được các bạn đã nhìn thấy trên màn hình đó chính là ở Hạ viện đã thông qua một cái ngân sách tạm thời có thể là cho phép chính phủ hoạt động thêm 45 ngày nữa và hai đảng sẽ tiếp tục đàm phán nhưng mà đây là được thông qua ở hạ viện mà thôi vẫn phải được thông qua bởi thượng viện và không biết được thông qua hay là không các bạn nếu như mà ngày hôm nay không có bất cứ một cái ngân sách nào được thông qua bởi hai đảng thì chính phủ hoa kỳ sẽ ngưng hoạt động à, và nguyên hoạt động bao nhiêu lâu đó thì chúng ta sẽ không có biết được các bạn có thể là vài ngày hay là có thể lâu như năm 2018 là khoảng chừng là hơn một tháng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi còn về sự ảnh hưởng đó, thì đối với lại crypto thường cảm thấy nó cũng không ảnh hưởng trực tiếp đâu nhưng mà đối với lại thì chứng khoán đó, thì uh, trung bình mỗi lần mà có một cái đợt mà chính phủ đóng cửa khoảng chừng là hơn 10 ngày đó thì trên trung bình không phải lúc nào cũng vậy nhưng mà trung bình thì chúng ta thấy được là chứng khoán sẽ giảm đâu đó khoảng chừng là 10% dựa theo những tài liệu lịch sử thôi đã từng chia sẻ những cái video trước đó với các bạn. Chúng ta cũng có một cái thông báo đến từ một cái công ty mà sẽ phát hành cái quỹ Ethereum Futures ETF. Thì chúng ta cũng đã nói ngày hôm qua đó là SEC đã đồng ý cho việc phát hành Ethereum Futures ETF và nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ coi như công ty này đã sẵn sàng rồi đó thì chúng ta có thể thấy là tới chính ETF liên quan tới Ethereum sẽ bắt đầu được giao dịch vào ngày thứ hai các bạn Sẽ là một ngày mà cực kỳ sôi so động luôn Có tới 9 Ethereum Futures ETF Và chúng ta cũng đã từng nói đến Đây là Ethereum Futures ETF Không phải là spot như là những công ty này Họ sẽ không có lưu trữ Ethereum trực tiếp Mà họ chỉ giao dịch dựa trên giá cả của hợp đồng Futures Trên sàn CME ở Hoa Kỳ mà thôi Nhưng mà đây cũng cho chúng ta thấy được là SEC đó, đâu đó đã công nhận Ethereum không phải là chứng khoán rồi các bạn. Họ không nói trực tiếp nhưng mà việc là họ cho thông qua Ethereum Futures ETF cũng đã cho chúng ta thấy họ không xem Ethereum là chứng khoán, tại vì nếu không là họ sẽ không có cho thông qua đâu và tuy các bạn thấy được những công ty này đó họ sẽ không lưu trữ E trực tiếp nhưng mà chúng ta vẫn thấy là có nhiều công ty bây giờ họ đã đệ đơn để có Ethereum Spot ETF nhưng mà chúng ta phải chờ có Futures ETF rồi mới nói tới chuyện Bitcoin Smart ETF rồi mới tới Ethereum Spot ETF bây giờ chúng ta đã có cái bước đầu tiên rồi và một trong những công ty này đó là công ty VanEx thì công ty Vanax họ đã đưa ra thông báo là họ cam kết sẽ quyên góp 10% lợi nhuận từ giao dịch ETF của Futures và đang họ đang nói tới là cái quỹ EFUT các bạn cái quỹ này là Ethereum Futures Strategy ETF của Vanex thì công ty Vanex này đã nói là họ sẽ quyên góp 10% cho một nhóm chuyên phát triển Ethereum đó chính là Protocol Guild và Protocol Guild này là một nhóm mà họ có khoảng chừng là 150 developers Phát triển Ethereum có nghĩa là bạn X nói đó, không phải là chúng tôi chỉ muốn là giao dịch từ tiền Future ETF để có lợi nhuận mà chúng tôi thật sự tin tưởng vào Ethereum. Cho nên sẽ trích ra 10% lợi nhuận cho cái nhóm này để tiếp tục phát triển mạng lưới Ethereum. Và chi tiết hơn đó, đây là một cái nhóm mà họ cũng đang nghiên cứu rất nhiều thứ, trong đó có một đề xuất đó chính là EIP-4844. Hay là nhiều bạn biết đến với cái tên là... Deng shading thì đây là một trong những cái cập nhật để có thể cho mạng lưới tầng 2 của Ethereum có cái chi phí thấp hơn và chúng ta thấy được ít ra công ty vàng cũng đã lên tiếng nói là rất là tin tưởng vào Ethereum cho nên mới có động thái là quyên góp tiền như thế này và chúng ta cũng thấy được một thông tin là có những công ty họ muốn đi trước một bước tại vì các bạn đã nhớ là cái sự kiện xảy ra với lại Bitcoin futures etf khi mà được thông qua đó thì cái quỹ mà đầu tiên xuất hiện trên thị trường hầu như chiếm hết thị phần các bạn khoảng hơn 80% à, và có một số quỹ liên quan tới Ethereum Future ETF họ cũng muốn đi trước một bước để mà lấy hết thị phần đó chính là công ty Valkyrie và công ty Valkyrie đó họ giống như là có sự chuẩn bị trước họ đã đi thu mua những cái hợp đồng futures từ CMB sẵn sàng để có thể là công ty đầu tiên ra mắt nhưng mà trên căn bản theo thường hiểu đó phải đợi đến bắt đầu phát hành rồi mới có thể đi thu mua những cái hợp đồng future đó rồi mới bắt đầu là phát hành cái cổ phiếu của mình được thì SEC đã nói công ty Valkyrie đó là không được làm như vậy và công ty Valkyrie cũng đã phải bán ngược trở lại những hợp đồng đó rồi các bạn như là tất cả mọi người phải chờ đợi cho đến khi nào mà bắt đầu giao dịch rồi thì mới có thể là bán cổ phiếu của mình mới có thể là đi thu mua những cái hợp đồng đó để khiến cho mọi thứ nó công bằng hơn chứ nếu không nên công ty Valkyrie đi trước một bước như vậy thì sẽ chiếm hết thị phần giống như là các bạn chuẩn bị chạy đua nhưng mà có một người đó họ đã không đợi cái phát súng mà họ chạy trước cái bạn gì thì không có được công bằng và đây cũng cho chúng ta thấy được là có rất nhiều khả năng là SEC đó nếu như mà họ cho thông qua một Bitcoin spot ETF thì họ sẽ cho thông qua tất cả các một lúc luôn để tránh cái trường hợp là họ sẽ bị kiện sau này nếu như mà họ cho BlackRock thông qua trước nhưng công ty kia cho thông qua sau chỉ cần là chảy một ngày thôi đó thì BlackRock sẽ chiếm hết thị phần các bạn và sẽ dẫn đến là những công ty kia sẽ kiện SEC cho nên khả năng đó khi mà SEC cho thông qua Bitcoin spot ETF thì họ sẽ cho tất cả thông qua cùng một lúc ngoài trừ những thông tin này ra đó thì trong tuần tới này chúng ta cũng có một cái sự kiện lớn một cái tin tức lớn đó chính là liên quan đến cái phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ các bạn và bây giờ đó ước tính phần trăm thất nghiệp là 3.7%. Cái tháng vừa rồi đó thì phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ đột ngột tăng lên 3.8 thì vẫn thấp các bạn tại vì Fed nói là có thể là chấp nhận phần trăm thất nghiệp lên tới là khoảng 4.1% để đẩy lùi lạm phát. Và trong cái thông tin chúng ta sẽ nhận được trong tuần tới này đó thì bây giờ ước tính nhiều người nghĩ là thậm chí không tiếp tục tăng mà còn giảm xuống 3.7%. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem coi là ngày thứ sáu tuần tới này đã phần trăm thất nghiệp ở Hoa Kỳ sẽ là bao nhiêu Tại vì Fed rất quan tâm đến phần trăm thất nghiệp và phần trăm lạm phát Và họ sẽ dựa vào hai yếu tố này là chính để mà ra quyết định liên quan tới có tiếp tục tăng lãi suất hay là giữ nguyên lãi suất và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó. thực ra đây là thông tin đã có ngày hôm qua rồi nhưng mà tôi muốn chia sẻ trên mạng xã hội nhưng mà lại quên nói với các bạn trong video à, đó chính là những bài nào mà là fan của Polygon đó, thì Google đã tham gia để trở thành validator có nghĩa là cái đơn vị mà giải quyết trên giao dịch trên mạng lưới của Polygon đóng góp vào an ninh, quản trị và độ phi tập trung chung của mạng lưới với hơn 100 vai đây được khác là một tin tức rất là bullish những mà nào mà tin tưởng và là fan của Polygon và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ở Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link trên bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số như chỗ khác cho các bạn như trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch trên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hạn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.